Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã thông qua nghị quyết kỳ họp. Theo đó thực hiện các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi cho người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 2024. Điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng một tháng lên 2,3 triệu đồng một tháng, tức là tăng 30%, mức tăng cao nhất từ trước tới nay. Đây là vấn đề rất được người dân quan tâm thời gian qua. Và để hiểu rõ hơn cái việc tăng lương sẽ có ý nghĩa như thế nào, thì hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ để trao đổi về vấn đề này. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa quý vị, lần điều chỉnh lương lần này của Đảng, Nhà nước ta thực hiện theo tinh thần nghị quyết số 27 của Trung ương. Mục tiêu là đảm bảo chính sách tiền lương phản ánh đúng giá trị của sức lao động và thể hiện bằng giá cả trên thị trường. Tiền lương của khu vực công phải tiệm cận với tiền lương của khu vực tư. Tăng lương cơ sở bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 2024 là bước đệm phù hợp cho lộ trình cải cách tiếp theo. Thưa ông Nguyễn Tiến Dĩnh, từ năm 1995 thì chúng ta đã thực hiện đến những 18 lần tăng lương cơ sở. Và từ mùng 1 tháng 7 2024 thì sẽ là lần thứ 19. Thì ông có đánh giá lần này có khác với những lần trước như thế nào không ạ? Vâng, có thể nói rằng là cái việc mà điều chỉnh cái mức lương cơ sở đó là một cái yêu cầu bắt buộc để đảm bảo được cái quyền lợi của người lao động, cũng như đảm bảo sự công bằng, rồi đảm bảo cái sự ổn định chính trị xã hội, cũng như là đánh giá cái thực tế của cái nền kinh tế xã hội của đất nước ở cái giai đoạn đó. Cho nên là thông thường thì chính phủ hàng năm đều phải có điều chỉnh cái mức lương cơ sở. Và qua cái các cái kỳ điều chỉnh đó, thông thường là cứ điều chỉnh từ 5 đến 9% cái mức lương cơ sở hàng năm. Tuy nhiên ấy, thì cũng có những cái nhiều năm, có cái giai đoạn là 3 đến 4 năm mới điều chỉnh được mức lương cơ sở. Ví dụ như là từ mùng 1 tháng 7 năm 2013 thì tăng mức lương cơ sở lên được 9%, thì phải đến mùng 1 tháng 5 năm 2016 mới tiếp tục được tăng. Như vậy phải 3 năm sau. Và từ giai đoạn mùng 1 tháng 7 năm 2019 để tăng lương mức cơ sở được 7,2% thì phải đến mùng 1 tháng 7 năm 2003. Tức là 4 năm sau mới tăng lên. Nhưng mà đợt này thì chúng ta thấy rất khác là sau cái đợt điều chỉnh lương từ mùng 1 tháng 7 năm 2023 là chúng ta đã tăng lên gần 21%. Thì sau một năm mùng 1 tháng 7 năm 2024 chúng ta đã tăng lên 30%. Thì đây là một cái mức lương tăng ở mức lương cơ sở là cao nhất trong cái lịch sử tăng lương của chúng ta. Và nó lại liền kề của cái năm trước là tăng đến 21%. Như vậy cộng trong 2 năm liền liên tục thì như vậy là chúng ta đã khoảng hơn 50% cái mức lương cơ sở. Như vậy cái mức tăng là rất là cao. Cho rõ ràng là từ cái mức lương này ấy, thì nó dẫn đến là tăng cái thu nhập cho người lao động. Và đồng thời từ đó thì nó cải thiện cho cái đời sống của người lao động, của cán bộ công chức, viên chức cũng như lực lượng vũ trang của chúng ta trong cái khu vực công của cái hệ thống chính trị là cũng là rất là khá. Và đồng thời nó cũng là tạo cái động lực cho cái người lao động là cũng làm việc một cách tốt hơn, hăng say tốt hơn, dẫn đến cái năng suất lao động cũng ra tốt hơn, rồi cũng tạo ra cái công bằng xã hội và cũng sự tạo được ổn định chính trị xã hội. Và đồng thời từ đó thì nó cũng làm cho cái tăng trưởng kinh tế cũng như là phát triển của xã hội sẽ tốt hơn. Như vậy đây cũng là một cái bước rất khác. Đấy, như tôi đã phân tích ở trên là trong 2 năm liên tục mà cái tỷ lệ tăng của cái mức lương cơ sở cao và nó tác động đến như vậy. Chưa kể là chúng ta còn tăng lương hưu nữa, đúng không thưa ông? Vâng, thì đây đang nói tức là cái khu vực công là tập trung vào cái ngân sách nhà nước. Đấy, thế còn cái chế độ chính sách bảo hiểm xã hội thì ăn theo lương bảo hiểm xã hội và có một số các cái đối tượng thì cũng có ngân sách nhà nước. Ví dụ như là trợ cấp của những người có công hoặc là cấp xã hội thì cũng là ngân sách nhà nước. Thưa ông là trong những năm gần đây thì chúng ta thấy rằng là không ít những cán bộ công chức viên chức người ta rời cơ quan nhà nước do thu nhập thấp. Thì cái việc này nó có hai mặt của nó. Nó giúp chúng ta tinh gọn và giảm được biên chế. Nhưng mà mặt khác thì chúng ta cũng phải nhìn lại. Đó là khi mà họ không có đủ sống thì họ sẽ chuyển ra bên ngoài làm. Và thường rất nhiều người là những người giỏi. Thì ông có bình luận gì về vấn đề này? Vâng,
Trong cái thị trường lao động hiện nay ấy, thì cái việc mà chuyển dịch lao động từ khu vực công, tức là khu vực nhà nước sang cái khu vực tư, hoặc ngược lại là từ khu vực tư sang khu vực công, khu vực nhà nước thì nó cũng là chuyện bình thường. Nhưng tuy nhiên thì cũng có cái giai đoạn là cái việc chuyển dịch này, đặc biệt là chuyển dịch từ cái khu vực công, tức là khu vực nhà nước sang cái khu vực tư hoặc là nghỉ cũng rất nhiều. Như là đầu năm 2021 cho đến giữa năm 2023 thì chúng ta đã theo thống kê thì có gần 40.000 lao động ở cái khu vực nhà nước đã xin nghỉ cũng như là chuyển dịch sang khu vực tư, và tập trung vào cái lực lượng là y tế và giáo dục, tức là lực lượng viên chức. Thì đây nó đặt ra một cái vấn đề trong cái công tác quản lý nhà nước của chúng ta. Thì rõ ràng là cái việc mà nghỉ cũng như là chuyển dịch lớn như vậy, nó tạo ra một cái lỗ hổng về nguồn nhân lực của cái khu vực công. Nó ảnh hưởng đến cái kết quả hoàn thành, thực hiện cái nhiệm vụ của chúng ta. Cho nên nó đặt ra là trong cái thời gian tới thì rõ ràng là đối với nhà nước chúng ta phải tập trung vào để giải quyết những các cái mấu chốt, nguyên nhân của nó. Trong đó nguyên nhân là về cái thu nhập của người lao động thì đúng là còn thấp, mà chưa đáp ứng được cái nhu cầu đời sống của người ta. Cái thứ hai là nó còn do cái áp lực việc làm, áp lực lao động cũng rất lớn. Vừa rồi cái như vừa rồi 2,5 năm rồi là cái tập trung vào cái đợt mà đại dịch Covid-19 ở đất nước chúng ta. Thứ hai, ba nữa là cái môi trường làm việc là cũng còn chưa thực sự là đáp ứng được cái nhu cầu người Việt. Rồi cái vấn đề cơ hội thăng tiến của cán bộ công chức viên chức trong cái khu vực nhà nước. Cho nên là dẫn đến tức là cái chuyển dịch đó nó nhiều. Cho nên là cũng là vấn đề. Cho nên chính vì vậy trong thời gian tới chúng ta phải tập trung vào là cải cách chính sách tiền lương cho tốt. Để làm thế nào cái tiền lương là xứng đáng cái giá trị sức lao động, cái công sức người ta bỏ ra, đảm bảo được cái đời sống cho người lao động nhưng đồng thời cho gia đình người lao động nữa. Cái thứ hai là phải tập trung nâng cao cái trách nhiệm của người đứng đầu trong cái việc mà sử dụng cái nguồn nhân lực ở các cơ quan đơn vị như thế nào cho nó tốt. Thứ ba là cũng phải tiếp tục cải cách hành chính nhà nước, trong đó từ cái việc là tinh gọn bộ máy, rồi tinh giản biên chế, nhưng mà đồng thời xây dựng cái đạo đức công vụ cũng như là văn hóa công vụ để xây dựng môi trường làm việc cho tốt. Và chúng ta cũng phải thực hiện cái chính sách cơ chế là khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới và vơi vì sự nghiệp chung. Thì có như vậy thì chúng ta mới không những là thu hút nhưng đồng thời lại giữ được những người có năng lực cũng như người tài ở trong các khu vực nhà nước của chúng ta. Qua cái phân tích của ông thì thấy rằng là cái vấn đề cải cách tiền lương ấy, nó là vấn đề rất là quan trọng để nâng cao được cái năng lực của máy và chúng ta giữ được cái người tài trong bộ máy nhà nước. Và cái việc cải cách tiền lương thời gian tới chắc chắn nó ảnh hưởng rất lớn đến công việc của công chức viên chức. Thì phải chăng là cái việc như nhiều chuyên gia cũng đã có đặt vấn đề, cái việc cải cách tiền lương ấy nó phải là gắn với cái việc là tinh giản bộ máy cộng với việc là chúng ta phải sắp xếp được vị trí việc làm. Thì với là một người đã làm trong Bộ Nội vụ rất lâu thì ông có thể phân tích rõ hơn thế nào là vị trí việc làm và những cái ở nơi nào thì cần phải triển khai vấn đề này trước, thưa ông? Vâng, đúng là hiện nay chúng ta đang thực hiện cái việc mà xác định cái vị trí việc làm. Thì vị trí việc làm là cái gì? Vị trí việc làm là chính tức là các công việc nó gắn với lại từng chức danh, chức vụ cũng như cơ cấu và ngạch công chức cũng như là hạng viên chức, và để cái việc xác định cái biên chế cũng như là cái trả tiền lương và bố trí cho cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang trong các cái cơ quan đơn vị tổ chức của mình. Như vậy là nếu trả lương theo cái vị trí việc làm ấy, chính tức là trả lương theo công việc. Đấy, cho công việc tức là ở vị trí việc làm nào thì đòi hỏi phải có cái cán bộ công chức viên chức đó phải có trình độ năng lực nhất định thì mới đáp ứng được cái vị trí việc làm theo cái nội dung công việc đó, tính chất công việc đó, khối lượng công việc đó và kết quả sản phẩm của cái công việc đó như nào thì tôi trả lương như vậy, rồi tôi bố trí như vậy. Thì những các cái cán bộ công chức viên chức nào mà không đáp ứng được cái năng lực trình độ thì ở cái vị trí việc làm đó thì có thể là phải bố trí cái vị trí việc làm khác hoặc là thực hiện cái tinh giản biên chế, tức là nó sàng lọc, anh này không đáp ứng được thì
anh sẽ không còn ở trong bộ máy hoặc là phải chuyển sang cái vị trí việc làm phù hợp và anh đáp ứng được cái trình độ năng lực. Như vậy thì cái đó rất là quan trọng. Và đồng thời nếu mà xác định vị trí việc làm mà trả lương rồi cũng như là bố trí sử dụng thì theo đúng cái đó thì nó cũng là phát huy được cái năng động sáng tạo của từng cán bộ công chức viên chức trong cái vị trí việc làm đó. Chúng tôi quan sát rằng là nhiều năm trở lại đây ấy, cứ mỗi lần mà có thông báo là tăng lương ấy thì giá cả lại cứ té nước theo mưa, là có là cái lương chưa lên thì giá cả đã tăng lên rồi. Vậy theo ông thì cơ quan quản lý nhà nước cần có những cái biện pháp gì để việc tăng lương của chúng ta thực sự có ý nghĩa và với mục tiêu để đời sống của nhân dân này, xã hội này ngày càng tốt đẹp hơn, thưa ông? Đúng là vấn đề tư tưởng cũng dư luận của xã hội cũng rất là lo về cái chuyện, tức là vì nhiều lần khi mà chúng ta tăng lương hay là điều chỉnh cái mức lương cơ sở thì có khi là chưa được nhận đồng lương tăng thì có khi là giá nó đã tăng rồi, và trong quá trình tăng đó thì giá lại càng lên, thì đấy là mối lo. Và nếu là giá nó tăng mà tăng này cái mức độ nhất định thôi thì có khi lại nó không đảm bảo được cái gọi là cải thiện cái đời sống cho người lao động. Cho nên chính vì thế là chính phủ cũng đã có những các cái chủ động trong cái việc mà làm thế nào mà kiểm soát được cái giá cả. Thì tôi cho rằng là trong thời gian tới và trong thời gian vừa qua cũng như thời gian tới thì nhà nước, đặc biệt là chính phủ sẽ phải thực hiện rất nhiều các cái giải pháp, biện pháp. Trong đó là cái thứ nhất là cái giải pháp về điều hành và kiểm soát giá cả. Trong đó thì cái điều hành giá cả thì trong đó những các cái mặt hàng mà nhà nước định giá, ví dụ như là điện, xăng, dầu, nước, hoặc là cái giá y tế hoặc giáo dục thì là nhà nước định giá, thì phải có những cái biện pháp tăng điều hành giá cả thế nào theo cái lộ trình để đảm bảo nó đáp ứng được vừa phục vụ đời sống nhưng mà không làm tăng giá, mà nhất là trong thời kỳ này. Cái thứ hai, những cái mặt hàng giá hàng hóa và dịch vụ mà không do nhà nước định giá thì hoàn toàn là thấp thị trường, nhưng mà nhà nước phải có những cái giải pháp, biện pháp. Trong đó là phải có những cái cân đối cái cung cầu, giữa cung và cầu thế nào, phải có những cái để dự phòng, rồi phải có những các cái tăng cường kiểm tra giám sát và yêu cầu là các cái từ cái cung ứng dịch vụ cho đến lưu thông phân phối thì anh phải có những cái niêm yết đăng ký giá, niêm yết giá, rồi công khai các cái cơ cấu giá như thế nào để mà tránh cái chuyện tức là anh đầu cơ, anh ghìm giá hoặc là anh tăng giá một cách bất hợp lý. Đấy, thế nên là cái đó là chúng ta phải tăng cường kiểm tra giám sát và thực hiện những các cái giải pháp đó. Đồng thời nữa, tức là về cái lớn hơn thì nhà nước tức là phải đảm bảo được cái ổn định cái nền kinh tế vĩ mô. Rồi trong đó như vậy là đảm bảo các cái cân đối trong cái nền kinh tế và thực hiện các cái chính sách như chính sách tài khoá hay chính sách tiền tệ, thực hiện đồng bộ các giải pháp để vừa để phát triển kinh tế xã hội có cái tăng trưởng nhưng mà cũng không thể có tăng giá, tức là giữ lạm phát. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Tiến Dĩnh với những chia sẻ vừa rồi. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được việc rất quan trọng, đó là tăng lương cơ sở từ mùng 1 tháng 7 và tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách tiền lương để cán bộ công chức, viên chức xóa bỏ cái tâm lý là trả lương theo cào bằng, khuyến khích được những cán bộ năng động, sáng tạo, người tài, cống hiến trong công việc. Do đó, các bộ ngành địa phương trong lúc này thì cần phải tiếp tục sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo nghị quyết 18-19 của Trung ương để có bộ máy thật là tinh gọn hiệu quả và nâng cao được chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập để tạo được nguồn lực để cải cách chính sách tiền lương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.